cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tú Ngọc Huyền ra sao sau khi làm con dâu danh ca Thanh Tuyền. Nghệ sĩ Tú Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Bắc. Cha Ngọc Huyền là kiến trúc sư gốc Hà Nội, mẹ nguyên quán Hà Tây, nhưng vì sinh ra ở Sài Gòn nên cô nói giọng Nam và thấm nhuần văn hóa Nam Bộ, từ đó nảy sinh đam mê với nghệ thuật cải lương. Gia đình Ngọc Huyền không ai theo nghệ thuật, nhưng riêng cô lại đam mê ca hát diễn xuất. Dù không phải con nhà nòi, sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, nhưng Ngọc Huyền cũng may mắn được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ. Cô còn được nghệ sĩ danh tiếng Minh Cảnh hỗ trợ trong bước đầu sự nghiệp. Mới 14 tuổi, Ngọc Huyền đã bước lên sân khấu và liên tiếp gặt hái thành công. Người thầy lớn nhất của Ngọc Huyền là nghệ sĩ Bạch Mai. Cô luôn bày tỏ lòng thành kính biết ơn với thầy. Khi biết tin nghệ sĩ Bạch Mai qua đời, Ngọc Huyền nhanh chóng sắp xếp công việc về nước. Tại chương trình ký ức vui vẻ, cô bật khóc khi nhớ về thầy mình. Năm 1985, Ngọc Huyền mới 15 tuổi đã được hát trên sân khấu Thanh Nga vở tuồng đầu tiên là Những đêm chăn trở. Trong thời gian từ năm 85 đến 89, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng tàu qua các vở tuồng kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô được đào tạo hát Hồ Quảng. Tiếp đó, Ngọc Huyền được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dạy nên phát triển tài năng vượt trội, diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại cô trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất giai đoạn thập niên 90. Vì quá nổi tiếng nên từ cải lương, Ngọc Huyền lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc điện ảnh vào năm 92. Ngọc Huyền cũng được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ gọi là nữ hoàng chi bảo video. Ngọc Huyền cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2001. Cuối 2002, Ngọc Huyền tổ chức live show Mãi Mãi Ước Mơ tại nhà hát Hòa Bình ở thành phố Hồ Chí Minh trong 3 đêm liền, thu hút hơn 5 khán giả đây là thành công vượt bậc của một nghệ sĩ cải lương trong giai đoạn nghệ thuật đang phai tàn về live show này giáo sư trần văn khê nhận xét qua chương trình này cải lương đã bứt phá ra ngoài những khuôn mẫu cũ để tiếp cận với giới trẻ bằng hơi thở nhịp sống của thời đại nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc truyền cảm trữ tình của sân khấu truyền thống ngọc huyền là một trong những nghệ sĩ cải lương hoạt động thành công ở cả trong nước lẫn hải ngoại trong những ngày đầu tiên sang mỹ ngọc huyền ở nhờ nhà danh ca thanh tuyền tại houston và phải lòng con trai nữ danh ca là đông nguyễn chỉ sau một thời gian ngắn phải lòng nhau cả hai đã kết hôn và ngọc huyền trở thành con dâu của danh ca thanh tuyền cô chuyển sang lĩnh vực ca nhạc tân cổ giao duyên và đã phát hành dvd những trích đoạn hồ quảng tứ đại mỹ nhân giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả Ngọc Huyền cũng góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc lớn tại hải ngoại và đi show khắp thế giới. Chồng Ngọc Huyền hiện đang kinh doanh ổn định, anh đảm bảo được cho gia đình một đời sống vững chãi, giúp Ngọc Huyền chuyên tâm làm nghệ thuật. Chính vì sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, chồng Ngọc Huyền rất thấu hiểu nghề nghiệp và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ hết mình. Mỗi lần Ngọc Huyền lưu diễn xa, anh thay vợ quán xuyến nội trợ, chăm lo cho hai con đang tuổi trưởng thành. Dù sinh sống tại Mỹ, nhưng Ngọc Huyền vẫn cố gắng giữ gìn văn hóa Việt Nam. Cô cho con học tiếng Việt và thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Việt với các con. Phía sau nhà Ngọc Huyền là một khu vườn rộng trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi cam, quýt, thanh long, chanh, tất cả đều là những giống cây của Việt Nam nhưng vẫn phát triển tươi tốt trên đất Mỹ, giúp Ngọc Huyền vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Hiện Ngọc Huyền tận hưởng cuộc sống ổn định, cô còn kinh doanh mỹ phẩm, thu nhập khá tốt song song với đi hát. Ngọc Huyền thường tổ chức tiệc tại nhà để mời bạn bè đồng nghiệp trong các bữa tiệc luôn đầy ắp các món ăn đắt tiền, thi thoảng cô cùng mẹ chồng Thanh Tuyền và gia đình đi du lịch quanh nước Mỹ. Trong đợt dịch bệnh căng thẳng tại Sài Gòn năm 2021, Ngọc Huyền đã quyên góp nhiều tấn gạo gửi về. Cô cũng gửi danh hài Thúy Nga 500 đô để hỗ trợ ca sĩ Kim Ngân. Trong một lần đi mua quà sinh nhật cùng chồng, Ngọc Huyền được ông xã tặng đồng hồ cả trăm triệu không chỉ được chồng yêu thương ngọc huyền còn có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng là danh ca thanh tuyền dù ở xa nhưng thanh tuyền thường xuyên ghé nhà con dâu chơi và ca hát nữ danh ca rất yêu quý mẹ ngọc huyền còn ôm hôn thắm thiết còn ôm hôn thắm thiết và ngồi nhậu cùng nhau bà chia sẻ về con dâu tôi có chỉ cho ngọc huyền rất nhiều về cách hát tân nhạc nên bây giờ ngọc huyền hát tân nhạc ra tân nhạc chứ không bị lai tạp nữa tôi vui vì có con dâu cùng nghề con bé yêu nghề đam mê lắm ngọc huyền có thể chết vì nghề nghiệp Số tôi được mẹ chồng cưng lắm Nên bây giờ có con dâu thì tôi cũng cưng như vậy Trong gia đình mà có con dâu làm nghệ thuật Tôi càng thấy hạnh phúc Tôi muốn con dâu đạt được nhiều thành công Dạo này tôi hơi lo Vì Ngọc Huyền làm việc nhiều quá Ngọc Huyền trên sân khấu là nghệ sĩ có tài Ở nhà là con dâu đảm đang Tôi rất may mắn vì điều này Một lần khác Thanh Tuyền tâm sự Có con dâu lanh lợi đảm đang như Ngọc Huyền Tôi đỡ được bao nhiêu về phía mình ngọc huyền cũng nói tôi quan trọng nhất là ở giấc ngủ và sự tập luyện về điều này tôi học ở mẹ chồng tôi danh ca thanh tuyền theo thời gian tiếng hát của mẹ ngày càng đầm ấm hơn là nhờ luôn biết giữ gìn sức khỏe và luyện giọng mẹ là tấm gương cho tôi